Brock Edward Lesnar, sinh ngày 12 tháng 7 năm 1977, là một đồ vật chuyên nghiệp người Mỹ và cũng là cựu cầu thủ bóng bầu dục Mỹ và từng là nhà vô địch UFC. Hiện anh đang ký hợp đồng với WWE. Lesnar sinh ra trong một gia đình nông dân. So với nhiều người thì anh có một sự khởi đầu khá bình dân. Anh sống trong trang trại bò sữa của gia đình tại Webster. Cha anh luôn cố gắng làm việc để Lesnar có tiền đi học. Ông cũng là người tạo điều kiện cho anh tham gia các cuộc thi đấu vật từ thời gian còn học phổ thông cho đến nay. Mẹ anh đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự thành công của anh. Ngoài Lesnar, gia đình anh còn có hai người anh trai và một người em gái. Là một đứa trẻ hiếu động, Lesnar thường xuyên giúp đỡ mọi người trong trang trại của mình và bắt đầu tham gia đấu vật nghiệp dư khi mới 5 tuổi. Có thể nói, tài năng của anh được bộc lộ khá sớm so với bạn bè đồng trang lứa. Điều này phần lớn là nhờ tài năng thiên bẩm của bản thân cùng với sự động viên tạo điều kiện vô cùng to lớn từ gia đình mình. Như bao cậu thanh thiếu niên khác, Lesnar cũng tham gia học tập tại một trường trung học ở Nam Dakota. Tại đây, anh học thêm bóng đá. Anh cũng bắt đầu tham gia các giải vô địch quyền anh nghiệp dư. Năm 17 tuổi, Lesnar gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia, nơi mà anh muốn được làm việc với chất nổ. Nhưng được phân công công việc văn phòng sau khi chứng mù màu của anh được coi là nguy hiểm. Anh mất việc sau khi chưa bài kiểm tra vi tính và sau đó làm việc trong một công ty xây dựng. Trong năm đó, anh đi học ở trường Webster và tham gia những cuộc thi đấu vật nghiệp dư của trường tổ chức. Với thành tích 33 chiến thắng bất bại và đạt được hai danh hiệu của ban Nam Dakota, Brock Lesnar thực sự là một ngôi sao xuất sắc của trường. Kể từ đó, Lesnar đến học ở Bismarck State College cũng ở Nam Dakota, nơi sự nghiệp đấu vật lên một tầm cao mới khi anh giành được nhiều chức vô địch đấu vật hạng nặng và những thành tích đáng nể. Với hồ sơ tuyệt vời của mình, anh đã giành được một suất học bổng tại Minnesota, nơi anh hoàn thành việc học đại học và thành công vào sự nghiệp đấu vật nghiệp dư năm 2000. Năm 20 tuổi, anh được Jerry Briscoe chuyên mộ vào WWF, tiền thân của WWE, người đã ấn tượng với Lesnar khi anh tham gia giành chức vô địch tại giải vô địch đấu vật hạng nặng quốc gia NCAA. Mặc dù trước đó anh chẳng biết gì về ngành công nghiệp đấu vật, thế nhưng Lesnar vẫn đồng ý bởi khoản tiền lương kích xù mà công ty đã mời gọi. Anh được đưa đến trung tâm đào tạo đấu vật thuộc quyền sở hữu của WWE là Ohio Valley Wrestling, nơi anh được gặp một trong những người thay đổi cả cuộc đời anh là Paul Heyman. Ở đây, anh đã đánh cặp cùng người đồng đội là Shelton Benjamin, từng là một người bạn học và sau này là đồng nghiệp. Họ đã trở thành nhà vô địch ngay sau khi đánh bại BJ Penny và Damian. Sau đó, đội Minnesota Stretching Crew ra đời. Cả hai đã giành được chức vô địch đánh đôi 3 lần trong lúc luyện tập ở đây. Ngoài ra, Brock cũng từng có một trận đấu đơn với Batista khi ở OVW. Trong khoảng thời gian 2 năm, Brock đã phát triển thành một vận động viên đấu vật chuyên nghiệp và thậm chí anh đã thi đấu vài trận tại Deathmatch trước khi anh debut chính thức vào năm 2002. Lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình vào ngày 18 tháng 3 năm 2002 ở show RAW là một đấu vật phản diện. Lesnar đã tấn công Arn Snow, Maven và Spike Dudley. Trong trận đấu của họ, anh lập tức bắt cặp với Paul Heyman, người có thể đưa ra những chỉ dẫn và giúp đỡ anh phát triển promo trên truyền hình. Đối thủ đầu tiên của Brock Lesnar tại WWE là với hai anh em nhà Hardy. Đối thủ kết thúc chóng vánh chỉ trong 3 tháng với sự thống trị hoàn toàn của Lesnar. Ở tháng 6 năm 2002, Brock Lesnar đã chiến thắng ở giải đấu King of the Ring, đã giúp anh tranh đài vô địch WWE tại BBV SummerSlam. Chiến thắng The Rock tại SummerSlam đã khiến cho Brock Lesnar trở thành nhà vô địch WWE trẻ tuổi nhất trong lịch sử khi anh chỉ mới 25. Đối thủ tiếp theo của anh là với một trong những huyền thoại sống của WWE, The Undertaker. Trận đấu của cả hai theo thể thức Hell in the Cell là một trong những trận đấu đẫm máu nhất trong đêm đó. Tuy nhiên, Lesnar vẫn may mắn khi giữ được chức vô địch của mình. Việc bị Paul Heyman phản bội ở mối thủ kế tiếp với Big Show đã khiến anh bị mất đài. Sau đó, anh đã giúp Kurt Angle chiến thắng Big Show để giành đài vô địch cũng như một cách trả thù Paul Heyman. Thế nhưng, hòa giải Lesnar bị phản bội một lần nữa bởi Kurt Angle khi anh thông báo với Brock rằng Paul Heyman chính là quản lý mới của anh. Điều này đã dẫn đến trận đấu kinh điển của cả hai tại BBV WrestleMania 19 khi mà Brock Lesnar suýt chút nữa đã làm gãy cổ của anh khi thực hiện đòn shooting bị lỗi. Một đối thủ đáng nhớ của anh trong khoảng thời gian tiếp đó là John Cena, Kurt Angle, Big Show, Goldberg, Eddie Guerrero và thậm chí là với cả chủ tịch của WWE, Vince McMahon. Sau trận đấu nảy lửa với Goldberg ở WrestleMania 20, Brock đã rời công ty để theo đuổi sự nghiệp trở thành một cầu thủ bóng bầu dục ở giải NFL. Vào tháng 10 năm 2005, Brock Lesnar ký hợp đồng với một công ty đấu vật nổi tiếng của Nhật, New Japan Pro Wrestling, và đã chiến thắng luôn cả chức vô địch hạng nặng IWGP trong trận đấu debut của anh với hai đối thủ là Kazuyuki Fujita và Masahiro Chono tại sân vận động Tokyo Dome. Trong thời gian thi đấu tại đây, anh chưa phải thất bại trước bất kỳ một đối thủ nào trước khi bị tước đài vô địch bởi chính NJPW khi anh không quay trở lại Nhật Bản để bảo vệ đài bởi vấn đề visa. Vào sự kiện UFC 77, Brock Lesnar đã bất ngờ thông báo anh đã ký hợp đồng với UFC và đối thủ đầu tiên của anh chính là cựu vô địch hạng nặng Frank Mir. Không may mắn thay,
anh đã nhận thất bại trong trận đấu đầu tiên của mình tại UFC. Chiến thắng đầu tiên của Brock Lesnar là trận đối đầu với Hell Hearing và anh đánh bại Randy Couture trong trận đấu kế tiếp để giành chức vô địch UFC hạng nặng. Brock đối đầu với Frank Mir một lần nữa ở sự kiện UFC 100 vào ngày 11 tháng 7 năm 2009. Lần này anh đã phục thù thành công với một phát TKO ở hiệp đấu thứ hai. Thế nhưng, liên tiếp những vấn đề sức khỏe đã khiến anh không thể trở lại cho đến tận tháng 7 năm 2010. Brock đã đánh bại Shane Cowing trong trận đấu đánh dấu sự trở lại của anh và giành lại chức vô địch của mình. Chiến thắng của anh cũng là dấu kết thúc cho chuỗi 12 trận toàn thắng của Shane Cowing. Trận đấu bảo vệ danh hiệu tiếp của Brock là với ứng cử viên hàng đầu lúc bấy giờ là Ken Velasquez tại UFC 121, và rồi anh thất bại trong vánh trước Ken Velasquez bởi một pha TKO ngay hiệp 1. Trận đấu tiếp đó là với Overeem, cũng là một thất bại dành cho Brock Lesnar và anh cũng chính thức rời khỏi UFC vào năm 2012, quay trở lại WWE vào tháng 4 năm 2012. Lesnar ngay lập tức bắt đầu mối thù với John Cena. Lại một lần nữa, Paul Heyman quay trở lại và làm quản lý để giúp đỡ anh trong mối thù với Triple H. Trong lần trở lại này, anh đã kết thúc chuỗi trận bất bại 21 trận toàn thắng tại WrestleMania của The Undertaker. Và cũng từ đó, Lesnar gần như thống trị toàn bộ những đối thủ mà anh phải đối mặt cùng với chiếc đai vô địch WWE của mình. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2016, UFC đã thông báo rằng Brock Lesnar sẽ quay trở lại vào sự kiện UFC 200 trước đối thủ là Mark Hunt. Anh bại Hunt. Bởi quyết định của trọng tài, trận đấu này đã giúp Brock Lesnar đút túi 2,5 triệu đô, tạo nên kỷ lục ở UFC trước khi bị phá vỡ bởi Conor McGregor. Thế nhưng, việc thất bại trong khi thử các chất cấm sau trận đấu đã khiến cho Brock Lesnar bị phạt 250.000 đô và bị cấm thi đấu trong vòng 1 năm. Điều này đã khiến cho kết quả trận đấu giữa anh và Mark Hunt trước đó được coi như chưa từng xảy ra và cũng là một dấu chấm hết cho sự nghiệp MMA của anh. Dù ở thời điểm quá khứ hay hiện tại, Brock Lesnar vẫn là một nhà vô địch đầy bản lĩnh và luôn giữ được vị thế đứng đầu của mình. Qua những trận đấu mà anh đã thể hiện, qua những kỷ lục mà anh đã phá vỡ và qua với những thành tích mà anh đã đạt được, chắc chắn rằng chúng ta không thể phủ nhận được sức mạnh của người đàn ông với biệt danh quái thú này.